Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Thì tiếp tục cho buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến cho quý vị anh chị và các bạn một số mẫu xe mà đang được bày bán tại cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến một trong tất cả các mẫu xe ở đây thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Anh chị em nào quan tâm đến tất cả các mẫu xe ở đây thì có thể là đăng ký hoặc like kênh trực tiếp cho mình, để là có những cái mẫu xe mới về cửa hàng thì sẽ tự động gửi lên cho quý vị anh chị và các bạn. Vâng, thì lời đầu tiên cho em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng gửi tới quý vị anh chị và các bạn một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Thì hôm nay em sẽ báo giá nhanh tổng quan tất cả các mẫu xe đang ở đây. Anh chị em nào quan tâm thì có thể là theo dõi nhé. Vâng, đầu tiên đây mình sẽ giới thiệu đến đó là một chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2011, phiên bản số sàn, động cơ máy 1.0. Chiếc xe này là sản xuất trong nước, đã được lên form sport rồi, phiên bản số sàn và giá tiền là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng để có một chiếc Kia Morning đời 2011, phiên bản số sàn. Đấy, chiếc xe này khá là chất lượng, màu trắng biển Hải Phòng. Một chiếc xe khá đẹp, không lỗi anh em nhé. Vâng, một chiếc Kia Morning đời 2011, phiên bản số sàn này, chỉ với giá tiền là 155 triệu đồng thôi. Bốn bánh được trang bị la răng đúc, đăng kiểm dài đến tháng 2 năm 2021, biển Hải Phòng này. Còn chiếc biển 17 này thì bên em cũng vừa nhận cọc của một bác ở Thái Bình rồi. Đấy, vừa nhận cọc của bác 25 triệu rồi nhé. Và tiếp đây sẽ là một chiếc Daihatsu Lazetti nhập khẩu, sản xuất 2009, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Chiếc này thì em đang cho rửa giấy đây, thì em cũng vừa mới về và cũng đã quay lên rồi anh chị em nhé. Chiếc này em bán với giá tiền là 245 triệu đồng. Xe thì không phải chê một lỗi gì cả, rất là đẹp luôn. Đấy, Daihatsu Lazetti nhập khẩu đời 2009 nhé, một chủ từ đầu, số sàn. Và tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Carrera đời 2013, phiên bản số sàn, bản 2.0, bản full anh em nhé. Đấy, máy 2.0, biển 73A08718. Xe này màu vàng cát, em bán với giá tiền là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng cho một chiếc Kia Carrera bản XS. Vâng, bản full luôn nhé. Ghế điện, ghế điếc, rồi là cửa lóc, điều hòa tự động đầy đủ. Đời 2013, 298 triệu đồng. Và tiếp đến sẽ là một chiếc Kia Morning đời 2009, phiên bản số tự động, bản SLX, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản số tự động, số zig zag, biển 17A04374. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá tiền là 238 triệu đồng, đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2021. Vâng, bản số zig zag, bản số tự động màu xanh chuối rất là đẹp luôn. Vâng, giá tiền thì chỉ có 239 triệu đồng thôi. 239 triệu đồng anh chị em và các bạn nhé. Một mẫu xe nhập khẩu số tự động. Đấy, rất là đẹp. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Mazda Play Mercy. Chiếc xe này thì có năm sản xuất 2000 Mazda Play Mercy có năm sản xuất 2004, phiên bản số tự động, máy 1.8, 7 chỗ ngồi, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Vâng, chiếc xe này bên em đang bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 192 triệu đồng. 192 triệu đồng để có một chiếc Mazda Play Mercy đời 2004, 7 chỗ ngồi, số tự động anh nhé. Một chủ từ đầu rất là đẹp, một mẫu xe 7 chỗ nhỏ gọn xinh xinh. Vâng, rất là lành. Tiếp theo đến đây sẽ là một chiếc Ford Everest đời 2005. Chiếc xe này là được trang bị máy dầu, biển Hà Nội. Đấy, 7 chỗ ngồi, 232 triệu đồng, biển 29A45725. Một chiếc Ford Everest 7 chỗ ngồi rất là đẹp. Vâng. Và tiếp đến sẽ là một chiếc Chevrolet Cruze đời 2011, phiên bản số sàn. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán là 270 triệu đồng, đời 2011, phiên bản số sàn, máy 1.6 nhé. 270 triệu đồng. Và tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai Getz đời 2009, đăng ký 2010, bản số tự động, biển 15A42967. Chiếc xe này được trang bị cả cửa lóc, số tự động, máy 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, 232 triệu đồng. Vâng, một chiếc Hyundai Getz đời 2009, đăng ký 2010 nhé, biển Hải Phòng, chính chủ luôn. Và tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2014, phiên bản số sàn, bản E xịn. Chiếc xe này là bản E xịn, đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Màu đen, đời 2014, máy 1.5, số sàn, 368 triệu đồng.
368 triệu đồng quý vị anh chị và các bạn nhé. Vâng, tiếp đến sẽ là một chiếc xe rất là rẻ tiền, 5 chỗ ngồi. Đấy, đó là một chiếc Chevrolet Spark đời 2009, phiên bản số sàn máy 0.8. Đấy, máy xăng anh em nhé, biển 15A26044. Chiếc xe này hiện tại bên em đang bán với giá tiền chỉ có 96 triệu đồng thôi. Vâng, 96 triệu đồng để có một chiếc Chevrolet Spark đời 2009, phiên bản số sàn này, biển Hải Phòng. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Morning đời 2019. Chiếc này thì em cũng đã nhận cọc làm ngân hàng rồi cho một bác ở Hải Phòng rồi nhé. Vâng, đời 2019. Tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Morning Van đời 2012, đăng ký lần đầu 2017, phiên bản số tự động. Một mẫu xe 2 chỗ ngồi. Đấy, tải trọng 300 kg, biển 18A00392. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 238 triệu đồng đời 2012 nhập khẩu, đăng ký lần đầu tiên là 2017. Đấy, một chiếc Kia Morning Van rất là đẹp. Tiếp đến sẽ là một chiếc Chevrolet Spark đời 2010, biển 24A này. Vâng, chiếc này thì em đang bán là 112 triệu đồng, có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc nhé. Vâng, 112 triệu đồng đời 2009 này. Vâng, tiếp đến sẽ là một chiếc Hyundai Click đời 2008, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển 16M3366. Vâng, chiếc xe này thì máy 1.4 đời 2008 và giá tiền là 205 triệu đồng, bản số tự động anh em nhé. Hyundai Click đời 2008, một chủ từ đầu, Hải Phòng, bản số tự động. Vâng, rất là đẹp, rất là ok cho quý vị anh bạn. Vâng, tiếp đây sẽ là một chiếc Hyundai Getz. Hyundai Getz đời 2010, chiếc xe này là tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, đời 2010, bản đủ anh em nhé. Nhập khẩu nguyên trước của Hàn Quốc, máy 1.1, biển 30E48812. Chiếc xe này bên em đang bán là 198 triệu đồng. Vâng, 198 triệu đồng để có một chiếc Hyundai Getz đời 2010, đăng ký lần đầu 2011. Đấy, một chiếc xe tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ quý vị anh chị và các bạn này. Vâng, thì tại cái video này em báo giá nhanh, báo giá qua, báo giá lướt cho quý vị anh chị và các bạn những mẫu xe, đời xe và giá xe. Mẫu xe, đời xe và giá xe anh em nhé, để có thể là các bạn có thể là cập nhật nhanh. Còn đó, chi tiết về từng mẫu xe một thì quý vị có thể là alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Đấy, hoặc anh em có thể đăng ký video của mình, đăng ký like kênh cho mình để là cập nhật được những cái mẫu xe cũng như là chi tiết từng mẫu xe mà các bạn đang yêu cầu trên kênh. Vâng, tiếp đến sẽ là một chiếc Kia Morning. Chiếc xe này thì có năm sản xuất 2012, phiên bản số sàn máy 1.0. Đấy, xe này bản Việt anh em nhé, biển 29A65081. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning đời 2012, nhỏ gọn xinh xinh như này, rất là đẹp. Vâng, tiếp đến sẽ là một chiếc mẫu xe sedan hai đầu, một chiếc Daewoo Gencha đời 2008. Chiếc xe này là mang biển kiểm soát 30L9941, chiếc xe là tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Vâng, giá tiền chiếc xe này bên em đang bán là 158 triệu đồng. Một chiếc xe khá là chất luôn anh em nhé, máy gầm đại chất luôn. Anh em mà có thể đến chạy thử chiếc xe này tại cửa hàng của mình. Vâng, cửa hàng của em thì số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Vâng, anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình để trải nghiệm cũng như chạy thử về chiếc mẫu xe sedan hai đầu mà giá tiền thì chỉ có 158 triệu đồng đời 2008 quý vị anh chị và các bạn nhé. Vâng, một chiếc xe rất là chất lượng. Vâng, rất là ok cho quý vị chị và các bạn này. Đấy, anh em vừa xem xe cũng không tắt hết chìa khóa đi, vẫn để nhạc hát bình thường. Đấy, nội thất rất là ok. Tiếp đến sẽ là một chiếc Kia Morning đời 2015, phiên bản số sàn màu đỏ này, bản 4 máy 1.25, tên tư nhân, biển Thanh Hóa, 36A46421. Vâng, chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán lại cửa hàng của mình với giá tiền là 223 triệu đồng. 223 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning màu đỏ này, rất là đẹp. Sơn xi của chiếc xe thì rất là ok anh em nhé. Vâng, tiếp đến sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2013. Chiếc xe này là bản E xịn anh em nhé, biển 34A04990. Chiếc xe này là bản E xịn đời 2013 này. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 305 triệu đồng. 305 triệu đồng để có một chiếc Toyota Vios đời 2013, bản E xịn, phiên bản số sang, biển Hà Hải Dương này anh em nhé.
Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này có thể là đến xem xe trực tiếp nào. Vâng, giá tiền rất hợp lý, 305 triệu đồng. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, có năm sản xuất 2008, phiên bản số tự động, mang biển kiểm soát 30E24565. Vâng, hiện tại chiếc xe này thì bên em cũng đang bán với giá tiền là 197 triệu đồng. 197 triệu đồng để có một chiếc Kia Morning đời 2008 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hà Nội anh em nhé. Vâng, bản số tự động luôn ạ. Vâng, rất nhiều mẫu xe mà em đang bày bán tại đây. Vâng, anh em có thể đến xem xe trực tiếp nào. Tiếp theo sẽ là một chiếc Kia, một chiếc Toyota Vios. Chiếc xe này là màu bạc, có 5 chiếc Toyota Vios đời 2017 bản E xịn. Đấy, chiếc xe này là tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển là 60A38921. Chiếc xe này bên em đang bán giá tiền là 428 triệu đồng. Vâng, 428 triệu đồng ạ. Và tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Carian đời 2010. Chiếc xe này là phiên bản số sàn, động cơ 1.6, biển Hưng Yên. Chiếc xe này tư nhân chính chủ này, không taxi dịch vụ, giá tiền là 258 triệu đồng ạ. Vâng, 258 triệu đồng quý vị anh chị và các bạn nhé. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi Kia Carian máy 1.6 đời 2010 anh em này. Vâng, đây ạ, chiếc Ford Everest đây ạ, 2005 đây ạ. Đây, chiếc Hyundai Getz số tự động đời 2009, đăng ký 2010 đây ạ. Và tiếp theo sẽ là một chiếc Daihatsu Lazetti. Chiếc xe này thì nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Chiếc xe này là biển Hà Nội, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Và em đang gửi đi rút hồ sơ rồi. Chiếc xe được trang bị động cơ 1.6, 4 bánh đa răng đúc, phiên bản số sàn, 245 triệu đồng cho quý vị anh chị và các bạn nhé. 245 triệu đồng ạ, cho một chiếc Daihatsu Lazetti nhập khẩu đời 2009 này, phiên bản số sàn. Một chiếc xe còn rất là đẹp cho quý vị anh chị và các bạn luôn, màu xanh, rất hợp lý cho quý vị anh chị và các bạn nào có cái mệnh mà hợp với màu xanh này. Vâng, rất là nhiều mẫu xe đang được bày bán tại cửa hàng của mình. Vâng, và tiếp đến đây ạ, gần đây sẽ là một chiếc Kia Carian. Và chiếc xe này thì là đời 2008, đăng ký lần đầu 2009, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản đủ cửa lóc. Và hơn nữa thì chiếc xe này là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Anh em nhé, biển 43A7474. Và giá tiền chiếc xe này bên em đang bán là 267 triệu đồng. Một chiếc Kia Carian đời 2008, đăng ký lần đầu 2009 này. Vâng, rất là đẹp này. Và tiếp theo sẽ đến là một chiếc Kia Carian nữa đời 2009. Con này thì sản xuất trong nước. Đấy, một mẫu xe 7 chỗ ngồi bản số tự động. Và giá tiền của chiếc xe này bên em đang bán là 292 triệu đồng. Bên em có hỗ trợ vào tên cho quý vị anh chị và các bạn. Vâng, 292 triệu đồng cho một chiếc Kia Carian đời 2009 này. Chiếc xe đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Vâng, rất là hợp lý ạ. Một chiếc Kia Carian đời 2009 nhé. Bản số tự động, máy 2.0, bản đủ cửa lóc. Và tiếp đến sẽ là một chiếc Matiz. Matiz Grouper. Có năm sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 15A32180. Vâng, hiện tại chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng để có một chiếc Matiz đời 2009 này, nhập khẩu nguyên AT này. Đấy, với giá tiền chỉ có 215 triệu đồng, màu đỏ cho quý vị chị em nào ưa chuộng nào. Rất là hợp lý đúng không ạ? Tiếp đến sẽ là một chiếc Daihatsu Lazetti đời 2010, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, giá tiền là 258 triệu đồng. Đời 2010. Biển 37A19306 anh em nhé. 19306 đời 2010. Một chiếc Daihatsu Lazetti rất là đẹp. Và đây là một chiếc Chevrolet Vivante đời 2008, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản đủ, không taxi dịch vụ, mang biển kiểm soát 73A02074. Giá tiền là 185 triệu đồng cho quý vị chị và các bạn này. Nó rất là ok anh em nhé. Máy nổ êm thiên thít, phải đủ.
không có chìa khóa anh ạ. Vâng. Và tiếp theo sẽ là một chiếc Honda Civic. Chiếc xe này thì có năm sản xuất 2010, phiên bản số xa à, phiên bản số tự động, động cơ 2.0 bản đủ cửa lóc, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển 14B3095. Chiếc xe này bên em đang bán tại cửa hàng với giá tiền là 375 triệu đồng, có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2021, đời 2010. Vâng. Máy 2.0 bản số tự động anh em nhé. Tư nhân một chủ từ đầu anh em ạ. Đấy, Honda Civic ạ. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Musso Sangzong. Chiếc xe này thì có năm sản xuất 2004. Chiếc xe 7 chỗ ngồi, số tự động, máy xăng, 2 cầu điện, máy 2.3, biển 15A133-17335. Một chiếc xe này thì bên em đang chào bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 128 triệu đồng một mẫu xe 7 chỗ ngồi, số tự động anh em nhé. Vâng, rất là ok quý vị chị và các bạn, một chiếc Musso Sangzong này. Vâng, rất là hợp lý. 7 chỗ ngồi, số tự động, giá có 128 triệu đồng thôi. Tiếp theo sẽ là một chiếc Chevrolet Vivante nữa, đời 2009 này. Chiếc xe 208 này, màu đen này. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 179 triệu đồng. Vâng, rất là đẹp. Và một chiếc Innova bản V số tự động. Vâng, chiếc V này thì có năm sản xuất 2009, phiên bản số sàn, à phiên bản số tự động, máy 2.0, biển 15A28096. Vâng, hiện tại chiếc xe này bên em đang bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 335 triệu đồng. 335 triệu đồng để có một chiếc Toyota bản V đời 2009, phiên bản số tự động, biển Hải Phòng. Vâng, rất là đẹp, 335 triệu đồng. Tiếp đến sẽ là một chiếc i10 đời 2014, bản đủ, đăng ký lần đầu 2015, phiên bản số sàn, máy 1.0, biển 99A06735. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 268 triệu đồng, bản đủ nhập khẩu, máy 1.0, số sàn. Vâng, và tiếp đến một chiếc Vios đời 2005, chiếc xe 206, phiên bản số sàn, máy 1.5, tư nhân chính chủ anh em nhé. Xe đây được trang bị 4 bánh đa răng đúc, 4 phanh đĩa, màn hình DVD và cam nồi. Giá tiền thì rất là hợp lý. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 165 triệu đồng. 165 triệu đồng để có một chiếc Toyota Vios đời 2015, 2006 phiên bản số sàn này. Vâng, rất là hợp lý rồi quý vị anh chị và các bạn nhé. Rất là hợp lý này. Một chiếc Vios đời 2006 anh em nhé. Đấy, giá tiền chỉ có 165 triệu đồng, bên mình sẽ bao rút hồ sơ và bao vận chuyển cho quý vị chị và các bạn luôn. Vâng, rất là đẹp. Vâng, nội thất, màn hình DVD và cam lùi rất đầy đủ. Máy gầm đại chất, sơn si không phải làm gì. Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh của Hải Phòng có báo giá nhanh, báo giá nhanh cho quý vị và các bạn tất cả các mẫu xe mà đang được bày bán tại cửa hàng của mình. Anh chị em nào quan tâm đến một trong tất cả các mẫu xe ở đây thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863 anh em nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.